Hello, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý vị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Và trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ 4 phương pháp chính để từ giàu có thành nghèo khó trong bất động sản. Và 4 phương pháp này thì Biển Xanh đã đọc được từ chuyên gia. Biển Xanh cảm thấy nó rất là hay cho nên là muốn chia sẻ đến nhiều quý anh chị mình cùng nghe và theo dõi. Từ sở hữu bất động sản thành trắng tay. 1. Bị lừa vì tham mua bất động sản rẻ, bất động sản không chính chủ, sổ đỏ, sổ hồng giả, giấy tờ giả. Rủi ro từ người bán cố tình lừa đảo như là dùng hình ảnh đại gia để mà làm bình phong hoặc là bán giá rẻ mà bất động sản đó đang bị phát mãi, phong tỏa hay là bán cho nhiều người cùng một lúc. 2. Là rủi ro về pháp lý. Bất động sản không đủ điều kiện giao dịch, bị gài hoặc là không đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng phát sinh tranh chấp, kiện tụng trong quá trình mua bán, thay đổi quy hoạch, giấy tờ xác minh. 3. Đó là mua đỉnh, bán đáy, mua theo cảm xúc vào những lúc mà thị trường nóng sốt, dễ mắc rủi ro về pháp lý, không thanh khoản được, quá cao so với giá trị thật. Và những người chơi lướt cọc nhưng mà không có kinh nghiệm về kiến thức thì cũng rất là dễ bị trắng tay. Thứ tư đó là dùng đòn bẩy sai, vay quá nhiều không có khả năng để mà trả hoặc là vay lãi cao để đi đầu tư. Đó chính là 4 phương pháp chính để mà từ giàu có biến thành nghèo khó trong bất động sản. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái phương pháp khác anh chị em có thể là tìm hiểu thêm. Và phần lớn nguyên nhân phát sinh đó là đều từ tham mà ra, không có đủ kiến thức đã tham gia thị trường lại bị cảm xúc từ thị trường nó chi phối, ham giàu nhanh và kiếm tiền dễ quá. Giải pháp 1. Đó là bớt tham bằng cách tỉnh táo, nhận định rõ năng lực và giá trị bản thân, từ đó có kế hoạch và mục tiêu tài chính rõ ràng cho cuộc đời của mình, từng bước hoàn thiện, phát triển và chinh phục những mục tiêu. 2. Đó là vấn đề pháp lý, luôn học hỏi. Trong bất động sản thì nó luôn có những cái rủi ro tiềm ẩn, kể cả là những người mà có nhiều kinh nghiệm nhất cũng có thể là mắc sai lầm trong đầu tư bất động sản. Vậy nên là cái việc mà phân tích rủi ro và đưa ra những phương án hạn chế rủi ro là kỹ năng quan trọng bậc nhất của một nhà đầu tư. Và chúng ta đừng để lòng tham và đồng tiền làm mờ mắt. 3. Là không sợ mất hết cơ hội, chỉ sợ khi mà có cơ hội thì chúng ta lại hết tiền mặt. Luôn nhớ rằng thị trường lúc nào cũng có cơ hội cho chúng ta đầu tư, không phải là cứ theo sóng, theo chu kỳ mới có cơ hội, sẽ dễ bị lùa gà thịt dê. Đời của chúng ta và đời con cháu chúng ta nếu mà vẫn có nhu cầu sử dụng bất động sản thì chắc chắn vẫn có cơ hội để mà chúng ta nắm lấy. Hãy đầu tư khi mà chúng ta sẵn sàng chuẩn bị, cơ hội chỉ là của mình khi mà chúng ta đủ năng lực để đón nhận. Và trong cái thời kỳ khó khăn này thì hy vọng anh chị em có thể là nhìn nhận lại cuộc sống cũng như là những thương vụ mà chúng ta đã đầu tư. Chuyện gì cũng có phương án để giải quyết, tốt nhất là chúng ta đừng mất tinh thần. Càng loạn thì lại càng có nhiều cơ hội, mà cơ hội thì không dành cho đám đông. Những cái lời khuyên của chuyên gia mà Biển Xanh đọc được cảm thấy nó khá là hay cho nên là Biển Xanh muốn chia sẻ đến tất cả quý anh chị để chúng ta cùng nghe. Quý anh chị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất cũng như là nhiều sản phẩm giá rẻ mà Biển Xanh cập nhật mỗi ngày để chúng ta tiện theo dõi, nhanh tay chớp lấy cơ hội đầu tư sinh lời những cái vị trí đẹp rẻ thì chúng ta có cái khả năng thanh khoản cao trong tương lai quý anh chị nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép tạm dừng video này tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.